Đây là hẻm 130 đường Nguyễn Tri Phương, Tân Bản, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Mọi người ơi, mình dự định đó là đi cái đường chợ đồn, đi qua cầu Gền, cầu Sắt để qua Cù Lao rồi về lại Biên Hòa, nhưng mà mình đã đổi ý rồi. Mình sẽ đi cái đường Tân Bản ra ngã tư cầu Hang, sau đó sẽ đi cái đường Nguyễn Ái Quốc ha, đi ngang qua công ty Bâu Chen, đi lên trên cầu mới. Và sau đó là mình sẽ quẹo qua bên tay phải để mà đi về hướng chợ Biên Hòa. Xóm Hầm Đá hả? Ở đây tính ra nó có tới 5 ngã chứ phải 4 ngã ha. Còn nếu như mà mình cặp phía bên tay phải của mình á, thì mình sẽ đi cái đường nhỏ này á, gọi là hôm nay nó là tên đường gì mình quên nhìn á. Nhưng mà ngày xưa dân ở đây gọi là đường đất cũ không à. Là cái đường đó sẽ đi ngang qua cổng sau của công ty Bâu Chen ha. Và đi ra phía ngã tư chùa Long Thiền. Nhưng mà bây giờ là mình tiếp tục đi trên cái con đường quốc lộ Nguyễn Ái Quốc nè. Tí nữa là mình sẽ đi ngang qua công ty Bông Tre.
mọi người ơi. Bây giờ mình tiếp tục đi thẳng ha. Tiếp tục đi thẳng. Đây là con đường có rất là nhiều công nhân làm việc tại công ty Bao Trang và Sao Khuê, hay còn gọi là Tây Quan Vina. Tình kiếp trước của mình, đó là ba của mình, cho nên là mình dự định là sẽ dời cái ngày mà đi quay phim ở chợ Biên Hòa vào một ngày khác.
thêm một cái ngã tư nữa mọi người ơi. Mình đã ra khỏi chợ Biên Hòa rồi mọi người ơi. Ở phía bên tay phải của mình đó là chung cư Thanh Bình đó mọi người. Ở phía bên tay trái á, bây giờ là Vivomart, chứ ngày xưa á, là tiệm chụp hình Phạm Lung. Mà cho tới bây giờ á, khi mà đến chỗ này người ta cứ gọi là Phúc Phạm Lung. Phúc Phạm Lung thì sẽ biết á, là đứng ngay cái ngã tư này ha.
này mình không có phải đợi nữa mà mình sẽ được chạy thẳng luôn ha. Qua ngã tư này là tới đường Võ Thị Sáu, là tới chung cư nơi mà nhà mình đang ở đó mọi người ơi. Chị em quận đã xem video của Thư TV nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.